Rồi ok, đến với clip reaction lại một chút về tiểu sử của cà phê tiền thủ rớt, vị thần nổi mới nổi hay là top lên một mùa nhá. Let's go. 2014, một năm thất bại toàn tập của SKT T1. Họ không có bất kỳ danh hiệu nào, cũng như thất bại hoàn toàn trong công cuộc chinh phục chiếc vé đến với chung kết thế giới. SKT chấp nhận chia tay hàng loạt công thần Impact, Piglet, Pumandu ra đi. Marin, Bang và Wolf là những người thay thế. Những dấu hỏi được đặt ra, liệu với đội hình mới toanh này, nhà vua năm nào có thể tìm lại ngai vàng đã mất? Và rồi như chúng ta đã biết, SKT T1 trở lại và thâu tóm toàn bộ những danh hiệu mà mình có thể đạt được, trừ chiếc cúp MSI. Đặc biệt, tại chung kết thế giới năm đó, SKT trở thành đội tuyển mạnh nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại với loạt thành tích hủy diệt. Ngôi sao sáng nhất không phải Faker mà là Marin. Hơn nửa thập kỷ sau, SKT khi này đã đổi tên thành T1. Họ tiếp tục rơi vào khủng hoảng sau hai thất bại liên tiếp tại MSI và chung kết thế giới 2019. Và rồi dàn tuyển thủ trẻ đã được đôn lên, viết tiếp câu chuyện vĩ đại của những người đàn anh. Và thần Zeus là một trong số đó. Có thể Zeus hiện tại không thể so sánh với Marin năm ấy, nhưng đường trên T1 vẫn là gương mặt vô cùng triển vọng trong tương lai gần. Và nếu các bạn đã có những giờ làm việc, học tập căng thẳng, hãy gác lại một chút, bật máy tính hay smartphone lên, ngả ghế ra đằng sau và thưởng thức tách cà phê cùng cà phê tuyển thủ trên cà phê liên minh nhỉ. Zeus là vua của các vị thần và là người cai quản đỉnh Olympus, là con út của Titan Cronus và Rhea. Zeus nổi tiếng với việc có rất nhiều tình nhân, hay nói một cách trần tục hơn, đây là máy dập cổ đại. Đấy là thần Zeus trong thời đại Hy Lạp. Còn Zeus mà cà phê liên minh muốn nhắc tới ở đây là T1 Zeus, tài năng trẻ 2K4 đang đảm nhiệm vị trí đứng trên. Zeus tên thật là Choi Uji, sinh ngày 31 tháng 1 năm 2004, thuộc Cung Bảo Bình, cầm tinh con khỉ. Thật trùng hợp, thần Zeus và Cung Bảo Bình cũng có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với nhau. Thời kỳ cổ đại thì con người rất tôn kính những vị thần mang nước đến, bởi nước đã cứu giúp và duy trì sự sống của họ. Theo thần thoại Hy Lạp thì Zeus, chúa tể cai trị các vị thần, được mệnh danh là thần mang nước. Ông tạo ra cơn mưa bão để duy trì sự sống của con người và muôn vật. Biểu tượng của thần mang nước chính là chòm sao Bảo Bình. Người thuộc Cung Bảo Bình sáng tạo mọi thứ trong công việc và cuộc sống. Mọi sự mới mẻ, độc đáo xung quanh đều thu hút được sự chú ý của Bảo Bình. Thậm chí, họ sẽ mất nhiều thời gian để nhìn ngắm, suy nghĩ, suy ngẫm đặc điểm, tính chất của những sự vật, sự việc ấy. Có lẽ chính từ những yếu tố ấy mà Zeus đã lĩnh hội và thấu hiểu được lượng kiến thức khổng lồ về game, góp phần đưa Zeus trở thành tài năng xuất chúng của Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Zeus gia nhập T1 vào năm 2019 khi còn là cậu nhóc 15 tuổi. Thời đó, Zeus được biết đến với cái tên là Uzi, tên thật của tuyển thủ 2K4. Kể từ đây, Zeus lên như diều gặp gió, danh tiếng và tài năng của cậu trở nên lan rộng trong môi trường xếp hạng đơn máy chủ Hàn Quốc. Thậm chí Zeus còn là đối thủ khó chịu của những lão tướng như là Khan hay là Nuguri. Thế nhưng, ngày debut đấu trường chuyên nghiệp của Zeus còn rất xa, bởi T1 có cho mình một Kana tài năng chẳng kém, lại còn sớm đủ tuổi thi đấu. Những tượng ngày Zeus được ra mắt vẫn còn rất xa. Thế nhưng, nhờ vào thời kỳ loạn lạc, luân phiên thay đổi đội hình dưới tay của Danny và Zefa, Zeus đã được thi đấu. Có thể dưới thời bộ đôi huấn luyện viên đẳng cấp này, Faker không tiêu hóa được triết lý huấn luyện viên huyền thoại của họ. Nhưng đó lại là thời cơ để Zeus có cơ hội hít thở bầu không khí của LCK. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, thần Zeus chính thức debut LCK trong trận đấu giữa T1 và Nongsi Bradfox. Vị tướng Na là lựa chọn trong ván đấu thứ nhất, đối đầu với cậu là Rick, siêu top laner của Victory Fight năm 2022. Zeus đã cho thấy khả năng đi đường của mình an toàn đến mức tuyệt đối, các tình huống xử lý kỹ năng tương đối mượt mà, có những pha chiêu cuối quyết đoán và chính xác. KDA 308 phản ánh chính xác điều đó. Ở ván 3 thì Zeus tiếp tục thể hiện tốt với Gragas 208, xen lẫn một giây không quá nổi bật ở ván 2, mang về chiến thắng 2-1 chung cuộc cho T1. Dù không phải là mũi nhọn chính như Faker hay Teddy và Gumayusi, nhưng Zeus cho thấy mình đủ tiềm năng để cạnh tranh vị trí chính thức với người đàn anh Kana. Sau trận debut trước Nongshim, Zeus được tin dùng trong 7 loạt BO3 sau đó. Với 19 ván góp mặt xuyên suốt LCK mùa xuân 2021, Zeus có thành tích 12 ván thắng, 7 ván thua, tỷ lệ thắng đạt 63,2%, KDA trung bình 3,1. Bề tướng của tiền thủ trẻ này trải dài từ thuần chống chịu cho đến các vị tướng đấu sĩ, hứa hẹn sẽ đủ sức thay thế cho Kana chỉ biết carry trong tương lai. Tương lai là vậy,
nhưng Zeus hoàn toàn không có trong kế hoạch của T1 giai đoạn mùa hè lẫn chung kết thế giới. Khanna vẫn là cái tên được lựa chọn trong xuyên suốt phần còn lại của mùa giải. Mùa đông 2021 là giai đoạn tương đối sóng gió với T1. Họ lần lượt chia tay dàn hảo thủ, ngay cả Teddy cũng không phải ngoại lệ. Nhưng dân tố đáng chú ý nhất chính là Khanna. Đường trên T1 rời đi trong ồn ào, ngập tràn sự chỉ trích. Điều đó buộc T1 phải giáo diết tìm kiếm nhân sự mới. Lần lượt, những tin đồn về siêu bom tấn như là T1 The Sai, T1 Nuguri, tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Giới thượng tầng T1 cuối cùng chọn phương án Don Zeus lên đội hình chính, biến Zeus trở thành mảnh ghép cuối cùng trong đội hình của T1 2022. Lực đạt đang cười nghe. Vô vàn dấu hỏi được đặt ra, liệu Zeus có thể chống chịu nổi bầu không khí của LCK? Zeus có đủ sức khoác lên mình chiếc áo Khanna để lại? Hay Zeus rồi sẽ trở thành mắt xích yếu nhất của T1? Lối suy nghĩ ấy không chỉ tồn tại trong tư tưởng khán giả trung lập, mà thậm chí các đội LCK cũng nghĩ như vậy. Bằng chứng là việc họ liên tục kem vào vị trí của Zeus ở những trận đấu đầu tiên giai đoạn lượt đi. Nhưng T1 không nghĩ vậy. Họ mặc định Zeus là một trong những mũi nhọn của toàn đội. Trong trận thắng 2-0 ngày ra quân trước đối thủ là Kangdo Freaks, Zeus được chọn Gragas và Jax, một tanker, một đấu sĩ. Tiếp đến trận đấu với Freddy Bryan, Zeus được sử dụng tướng dầu sát thương trong cả 3 ván, bao gồm Jayce, Na, Gwen. Và điều đó chứng tỏ T1 không xem đường trên của mình là nhân tố làm nền. Và rồi trong xuyên suốt phần còn lại của vòng bảng, Zeus hầu như sử dụng tướng Carry, Gragas là tướng tanh duy nhất trong tổng cộng 11 lựa chọn đã qua. Jayce là sự lựa chọn ưu tiên của Zeus, không có 15 ván dùng với người bảo hộ mai sau, và đạt tỷ lệ thắng là 73,3% với vị tướng này. Còn xét trên tổng quan, Zeus đạt KDA là 3.6, chỉ số lính trung bình là 8.2 mỗi phút, chỉ số vàng mỗi phút là 413. Thế nhưng đó vẫn chưa là gì nếu chúng ta xét đến chỉ số tiếp theo. Zeus chỉ sở hữu 21,4% lượng tài nguyên toàn đội, nhưng lại gây đến 25,6% sát thương. Giải bắn cầu sớm hay ảo? Số không nhỏ đối với người chơi thường xuyên đối thủ nhắm vào và phải nằm xuống. Zeus hiện tại chính là một trong hai carry chủ lực của T1, bên cạnh Gubayushi. Bạn cảm thấy bất ngờ không ạ? Nhưng thực sự là vậy. Faker mùa xuân 2022 phần lớn đóng vai trò là playmaker. Nhưng ván đấu chủ tịch tỏa sáng không thiếu, nhưng anh làm nền là chủ đạo. Chính vì là người đàn anh, người đội trưởng, nên Faker phải làm như vậy. Và điều này càng phù hợp hơn khi Zeus đang chứng minh mình là ngòi nổ cực kỳ chất lượng. Marine 2015 có một Maokai đầy chất lượng với một loạt 26 ván thắng liên tiếp. Bên cạnh đó là chuỗi 14 cùng với SKT T1. Zeus không có sự lựa chọn mang tính biểu tượng như người đàn anh. Bù lại, cậu có chuỗi 18 trận thắng của T1. Và hãy nhớ rằng, Marine khi ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn Faker. Và meta là thứ ủng hộ rất nhiều cho Marine. Trong khi Zeus lại là tuyển thủ trẻ nhất đội. Ngày Faker vô địch thế giới, Zeus chỉ mới 9 tuổi. Nhưng Zeus lại có bể tướng vô cùng rộng. Nếu Marine là người đội trưởng, thường xuyên kêu gọi Benji lên hỗ trợ, thì Zeus hoàn toàn ngược lại. 9 tuổi. Owner chăm sóc Gumayushi đặc biệt và thường xuyên bỏ mặc Zeus. Thế nhưng Zeus vẫn biết cách chứng minh sức ảnh hưởng của mình bằng những pha solo kill, cũng như tỏa sáng trong quả bắt. Thử hỏi có bao nhiêu tuyển thủ debut chính thức tại LCK đầu mùa đầu tiên làm được điều như Zeus? Cứ binh Rascal có 30 pha solo kill, nhưng Katie Rolster còn không thể có mặt tại playoff. Kẻ được mệnh danh là ông vua đường trên Keen cũng chỉ có được 10 pha solo kill. Hay xa xôi hơn là Khan mùa hè năm 2017 nổi lên như một hiện tượng và có được 22 pha solo kill. Con số này của Zeus tại LCK mùa xuân 2022 là 20. Zeus chứng tỏ áp lực đi đường khủng khiếp của mình bằng những thông số ở phút thứ 15. Cụ thể chỉ số lính chênh lệch là 6.4, lượng vàng chênh lệch là 345, kinh nghiệm chênh lệch là 182. Từ đó là quá đủ để nói lên sự thống trị của Zeus, bất chấp việc đối thủ hỏi thăm thường xuyên. Zeus còn có sự điềm tĩnh trong những giây phút quyết định. Tất cả những top lane huyền thoại trên thế giới đều sở hữu khả năng điềm tĩnh trong những giây phút quyết định như vậy. Một Marine điên cuồng giữ lính để SKT có cơ hội lật kèo trước CJ ở LCK. Một Smap với cú chiêu cuối Gangplank định mệnh cướp Baron trước mặt Score. Hay Hauser với chiêu cuối Na 5 thành viên đẳng cấp. Tất cả đều sở hữu sự bình tĩnh trong những giây phút căng kèo chứ không hề nóng vội. Và Zeus cũng vậy. Jayce của Zeus không chơi trên đầu trên cổ đối thủ như là Khan. Na của Zeus cũng lao vào thẳng vào đội hình đối thủ như Hauser. Nhưng Zeus ra vào giao tranh điềm tĩnh như một ông cụ non. Từ khi qua áo T1 cho đến nay, Zeus đã trải qua hành trình dài để bước lên trở thành đường trên hàng đầu của Hàn Quốc. Đây thực chất cũng chẳng phải một lời ca tụng xã giao, bởi Zeus hoàn toàn sở hữu đủ những tố chất của một tuyển thủ Liên minh huyền thoại xứng tầm siêu sao.
Sau thời kỳ của Khan tại Dampuchia 2021, LCK đã ngay lập tức sở hữu một tuyển thủ đường trên với kỹ thuật cá nhân thượng thừa, cũng như đẳng cấp ra vào giao tranh và kết hợp cùng các đồng đội. Đối với rất nhiều người thì mối quan hệ của họ dành cho Liên minh huyền thoại cũng như thể thao điện tử có thể kể ra thông qua các câu chuyện rằng họ khám phá nó ra thế nào, dành sự yêu thương cho nó ra sao. Và ở Just, có thể nói sự nghiệp của cậu thăng tiến vững chãi như một vị trí của một vị thần trong tâm thức của những người tín ngưỡng. Giống như phần còn lại của thế giới, mọi cặp mắt đều đổ dồn về một nơi, đó chính là T1 hiện tại. Sẽ là quá sớm để nói rằng Just sẽ là game thủ thành công trong tương lai. Thế nhưng viễn cảnh Just trở thành gương mặt đại diện cho đường trên của Hàn Quốc thế hệ 2K4 là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Chắc chắn rằng sớm thôi, Just sẽ trở thành thần và là một trong những quyển biên niên sử của Liên minh huyền thoại thế giới. Các bạn vừa theo dõi video phân tích T1 Just, vị thần đường trên của LCK tại kênh Cà phê Liên minh. Nếu thấy thích video thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video được ra mắt trên kênh nha. Nhớ bình luận ý kiến của bản thân, xem liệu Just có thể viết nên lịch sử trong tương lai ở bên dưới phần comment cho tụi mình được biết với nha. Đồng thời để lại ý tưởng bạn muốn bọn mình thực hiện. Cà phê Liên minh sẽ luôn lắng nghe hết tất cả ý kiến đóng góp của mọi người nên đừng lo lắng nha. Alright, và đó là tất tần tật video ngày hôm nay trên Cà phê Liên minh rồi đấy ạ. Hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo trong tương lai. Bye bye. Số này thì làm không được chi tiết bằng Gumayushi với cả Keria các bạn ạ, bởi vì thực ra thì cái thông tin bên lề về rớt nó không nhiều. Kiểu như là nếu như các bạn xem số của Gumayushi hay Keria trước tour reaction ấy, thì nó sẽ có là ở trước khi đánh chuyên nghiệp cho T1 hay là trước khi đánh LCK thì sẽ đánh ở những cái giải nhỏ chẳng hạn như là giải Kespa Cup hay là đánh cho các cái team như kiểu là Gyeonggi các thứ ấy. Còn rớt thì ngay từ 15 tuổi debut là đã T1 rồi. Đã T1 rồi, không có đánh mấy cái giải không đánh mấy giải cò giải net. Thế nên là cái thông tin thêm về rất không nhiều, chỉ có nổi lên từ xếp hạng đơn thôi. Ngày xưa thì có mấy cái vụ ở Kana với Budon, còn ở T1 còn có mấy vụ là giới thiệu nhau lên các thứ, còn rớt thì không không có nhiều những thông tin như vậy.